chào mọi người đến với buổi ra mắt của sản phẩm mới Eagle One từ Victoria Aduno cũng như là tập đoàn Simoli Group. Thì mình là Phong hân hạnh cùng theo suốt với các bạn trong cái sự kiện ra mắt của ngày hôm nay. Thì với cái nhu cầu của năm 2020 và một hệ thống cái quán specialty ra mắt rất là nhiều ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, thì đón đầu cái xu hướng như thế thì Victoria Aduno cũng ra mắt một cái sản phẩm, đó là Eagle One. Nó đáp ứng được những cái nhu cầu cho một cái quán cà phê specialty cũng như là những khách hàng cần với sự ổn định và sự tinh tế cũng như là thiết kế có thể tinh chỉnh theo ý muốn của khách hàng. Thì bắt đầu từ một cái ý tưởng từ London, thì ở nơi đó thì có rất là nhiều quán cà phê rất là nhỏ, nhưng mà ở đó người ta cần là một cái không gian nó thật sự tinh tế và cái hiệu suất tốt cũng như là tiết kiệm điện năng. Thì đó là những cái ý tưởng để mà cái Eagle One có thể ra đời và đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thì từ đó lan rộng ra khắp thế giới, cũng như là cái nhu cầu hiện tại của thế giới hiện tại là cần một cái máy nó hoạt động tốt và tiết kiệm điện năng và mang lại cái hiệu quả cũng như sự ổn định là tốt nhất. Eagle One này nó rất nhiều tính năng, thì đối tượng khách hàng của Eagle One là ai? Đó là những chuỗi quán về quán cà phê specialty cũng như những hệ thống quán mà tập trung vào chất lượng của cà phê, cũng như là những nhà rang và anh chị em rang về cà phê cần test cà phê theo cái độ ổn định và theo những cái profile riêng biệt cho mỗi loại cà phê khác nhau. Thì đó là những cái mục tiêu của cái máy Eagle One này đáp ứng. Thì với Eagle One này, cấu tạo của nó rất là nhiều điểm, thì ở đây mình sẽ giới thiệu một số cái điểm chính của dòng Eagle One này. Đầu tiên đó là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn và có thể tùy chỉnh theo ý thích của từng người. Với những cái mặt lưng cũng như là mặt bên hông được thiết kế theo kiểu là góc cạnh, là sẽ dễ cho khách hàng có thể hướng tới cái việc là thiết kế cái ý thích của mình. Và bên Victoria Aduno cũng cung cấp cho mình một cái bản vẽ rất là chi tiết về thông số dài, rộng, cao cũng như là chiều dày của từng cái chi tiết mình, để mình có thể tự thiết kế theo ý thích của bản thân, theo cái logo thương hiệu của bản thân mình. Và thứ hai nữa là về cái công nghệ NEO, đó là NEO. Thì cái công nghệ này nó là một cái công nghệ liên quan tới độ ổn định về nhiệt độ bên trong. Thì một chút nữa mình sẽ đề cập chuyên sâu vào cái vấn đề này. Thứ ba nữa là công nghệ THERS, đó là cái công nghệ về chuyển hóa cái nhiệt năng của nước thừa ra để mình giúp cho cái việc đun nóng của cái nồi hơi được nhanh hơn. Thứ tư nữa là máy Eagle One này sẽ kết hợp với cái ứng dụng mà có thể kết nối được với màn hình này, để có thể, đó là cái ứng dụng là My Victoria Aduno App. Thì cái ứng dụng nó có thể, mình có thể điều khiển mọi thông số được tốt hơn. Thì mình có thể quan tâm tới một số cái ứng dụng như vậy. Và ngoài ra nữa thì cái hiệu suất cũng như là chất liệu của cái nồi hơi này cũng là một cái vấn đề rất là được chú trọng trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên về cái thiết kế của máy Eagle One này, mình sẽ quan tâm vào những chi tiết rất là được đáng lưu ý. Thứ nhất là cái mặt lưng. Thì ở đây mặt lưng một xíu mình sẽ có một số cái hình ảnh cũng như là một cái chi tiết để mình có thể thấy được là cái việc tinh chỉnh cũng như là thiết kế cái mặt lưng nó đơn giản nó như thế nào. Thứ hai là hai mặt bên hông này được thiết kế, ở đây là cái phiên bản là stainless steel, thì được thiết kế rất là sáng bóng này. Ở phía trước này mình sẽ nhìn thấy được đây là cần đánh sửa. Cần đánh sửa này nó sẽ có một số đặc tính nó đặc biệt hơn so với những cái dòng trước của Victoria Aduno, đó là sử dụng hệ thống relay điện tử. Thì khi đó sự kích hoạt cái cần hơi này sẽ rất là nhanh. Đây mình có thể demo trực tiếp luôn ha. Mình cần nhấn đơn giản thôi. Và thao tác nó sẽ là hoàn toàn rất là nhanh và tức thời. Thứ hai là cái cần đánh sửa này là cần đánh sửa cool touch, nghĩa là nó không có nóng khi mà mình sử dụng ha. Và nó xoay được 360 độ. Thì ở đây nó sẽ cho được mình những cái hướng rất là linh hoạt. Thì tương tự như vậy thì cái vòi nước nóng cũng có hai chế độ là được điều khiển bằng điện tử. Và cái đây mình nè. Đó. Thì tiếp theo nữa đến phần group head. Thì ở phần group head này mình sẽ thấy là ở bên đây nó sẽ có một cái màn hình màu đen rất là sáng bóng. Thì cái này
từ Victoria Arduino, họ gọi đó là God Display. Thì nó nghĩa là ở dưới cái màn hình màu đen này nó sẽ ẩn một cái thông số, khi mà mình nhấn pha cà phê hay như thế nào đó thì nó sẽ hiển thị lên cái thời gian trực tiếp từ này luôn đó, mọi người có thể nhìn thấy trực tiếp này. Thì tương tự như vậy thì tiếp theo nữa là màn hình, đây là cái màn hình 2.8 inch và màn hình cảm ứng hoàn toàn nha. Thì ở trên đây nó sẽ thể hiện đầy đủ những thông tin mà trên máy đó. Đây thì ở đây á, về cái thiết kế này á, thì mình sẽ không nhìn thấy được cái đồng hồ để đo áp suất nước hay là áp suất hơi, mà nó sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình và sẽ được đo bằng điện tử và nó sẽ được cân chỉnh, mình sẽ cân chỉnh trực tiếp trên cái màn hình 2.8 inch này luôn đó. Đây mình sẽ thấy tay cầm thì được bọc da và được phủ cái lớp chống dính coating của cái dòng tay cầm của Victoria Arduino. Với cái phiên bản cao cấp thì mình có những cái tay cầm như thế ha. Thì ở trên đây thì nếu mà mình để ý thêm một xíu nữa, mình sẽ thấy là những cái thiết kế hình ngôi sao bốn cánh ở trên đây thì nó cũng là một cái điểm rất là tinh tế so với từ Victoria Arduino ha. Và cái khay đây nó cũng thiết kế lại và nó có rất nhiều phiên bản dành cho cái khay này. Thì đây là cái khay tiêu chuẩn của Eagle One và cái logo của Eagle One sẽ được chạm khắc ở góc bên đây, nhìn thấy rất là rõ ha. Đây nếu mà mọi người để ý vào cái máy Eagle One so với những dòng khác của đại gia đình của Victoria Arduino thì cái máy này trông sẽ rất là nhỏ gọn. Thì cái việc nhỏ gọn này nó sẽ đến từ đâu, đó là cái điều thứ hai mình sẽ quan tâm tới, đó là cái nồi hơi của máy pha cà phê. Nồi hơi hiện tại trong máy pha cà phê này nó sẽ sử dụng công nghệ multi boiler. Thì trong cái multi boiler này nó sẽ có là một cái nồi hơi chính, là nồi hơi để lấy hơi cho hai cái cần đánh sữa này là 7 lít và được chất liệu nó là thép không rỉ, stainless steel. Đó là một điểm mới của so với những cái dòng khác của Victoria Arduino. Thì cái nồi hơi thứ hai thì mình sẽ thấy là mỗi một group nó sẽ có một cái nồi hơi riêng biệt và cái nồi hơi đó là 0.14 lít. Thì với cái nồi hơi này nó sẽ cũng vẫn là chất liệu stainless steel, thép không rỉ. Dường như mà mọi người nghe tới cái việc là 0.14 lít nhận thấy nó nhỏ, nhưng mà nó thật sự nó là không nhỏ nha. Cái công nghệ less is more từ anh Victoria Arduino nghĩa là nó nhỏ nhưng mà hiệu năng nó nhiều. Vì sao? Tại vì ở bên trong cái nồi hơi 0.14 lít này nó chứa đựng một cái lõi đun tới 600W. Đó, cái lõi đun 600W này nó sẽ đun liên tục khi mọi người sử dụng. Thì cái đó nó sẽ là cái công nghệ NEO. Đó là cái công nghệ NEO từ bên Victoria Arduino. Cái công nghệ mà nó sẽ sử dụng để mà vận hành cho cả cái máy về nồi hơi. Thì bên cạnh cái nồi hơi về cà phê 0.14 lít cho mỗi group, thì ở đầu group này cũng sẽ là một cái lõi đun gia nhiệt với công suất là 300W. 300W nha mọi người. Thì ở đây á, cái việc mà có cái lõi đun gia nhiệt ở từng group này nó sẽ làm cho cái máy khi mà vận hành để chiết xuất cà phê nó được cân bằng cái nhiệt độ từ cái nhiệt độ của cái boiler cà phê ra ngoài tới cái đầu của group head. Ở đây cái công nghệ từ cái máy Eagle One này mình sẽ không có chỉnh quá nhiều nhiệt độ nữa, mà mình chỉ cần quan tâm tới cái nhiệt độ đầu ra của cái group head là bao nhiêu. Ví dụ mọi người cần ra ở nhiệt độ 93 độ thì mình chỉ cần điều chỉnh trực tiếp trên màn hình, mọi thông tin tiếp nhận từ vào trong máy sẽ được điều khiển cho cái boiler cà phê 0.14 lít và cái thanh gia nhiệt ở đầu group 300W. Hai cái đó sẽ đồng bộ lại với nhau để cho ra được cái nhiệt độ đầu ra là 93 độ. Đó là cái điểm quan trọng. Và mọi người lưu ý 0.14 lít lõi đun 600W và thêm một cái lõi đun ở group head là 300W nữa, thì tổng cộng lại cái máy nó pha cho cái phần pha cà phê nó khoảng tầm 900W. Nồi hơi 7 lít chỉ chuyên dành cho lấy hơi cho đánh sữa và nước nóng, có công suất là 3000W và làm bằng chất liệu thép không rỉ. Thì ở đó thì cái và được bọc cách nhiệt hoàn toàn. Thì mình tính tổng cộng lại cái máy này khi vận hành bình thường sẽ có công suất tối thiểu là 3000W
và công suất tối đa của nó sẽ là khoảng vào rơi vào khoảng tầm 4.800W. Với một cái máy mà multi boiler như thế này, nhiều nồi hơi như thế này, với cùng một thế hệ với những dòng khác của đại gia đình Victoria Aduno, thì cái máy này nó công suất nó rất là tuyệt vời, là nó tiết kiệm được điện năng nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái việc là mình chiết xuất cà phê với cái nhiệt độ ổn định, và cái nhiệt độ mình có thể thay đổi bất kỳ. Ở đây mình có thể thay đổi nhiệt độ của rúp bên trái và rúp bên phải khác biệt hoàn toàn là được, và mình có thể để đồng thời hai rúp cùng một nhiệt độ vẫn được như bình thường. Đó là cái điều để cho anh chị em sử dụng cà phê specialty có thể chia ra mỗi một rúp mình sử dụng một nhiệt độ khác nhau, và mình sẽ có được hai rúp với những cái profile chiết xuất cà phê của mình là hoàn toàn khác nhau. Ở đây cái nồi hơi mà về steam khi mình đánh sữa như thế này, mình vận hành như thế nào thì mình chiết xuất cà phê nó không ảnh hưởng gì. Và cái công nghệ này nó đi hai cái đường nước hoàn toàn khác nhau. Và nước để mà mình chiết xuất cà phê với cái rúp 0.14 lít á, boiler 0.14 lít á, thì là nước tươi hoàn toàn. Vì mình cảm nhận cái rúp nó 0.14 lít nó nhỏ, nhưng mà thực chất khi mà mình chiết xuất á, mỗi một lần mình chiết xuất số lượng nước nó cũng khoảng tầm cỡ đó thôi. Nên là nước cung cấp cho cái máy Eagle One này để chiết xuất cà phê là nước tươi hoàn toàn. Và mỗi ngày mình vận hành, máy sẽ có những chức năng để tự động vệ sinh rúp head, vệ sinh boiler, để cho khi mà mình vào mình sử dụng được là nước trong máy đã được đun nóng là nước tươi hoàn toàn, không có ảnh hưởng gì quá nhiều. Đó là những cái chức năng về cái công nghệ Neo cũng như là cái việc điều khiển nhiệt độ. Thì ở đây mình nói thêm cái việc điều khiển nhiệt độ ở đây là mình quan tâm chính vào cái việc là cái boiler 0.14 lít đó. Ở đây nhiệt độ được đun liên tục và tức thời. Có nghĩa là như thế nào? Khi mình chiết xuất cà phê thì nhiệt độ đã đun. Và ở đây mình có thể chỉnh bao nhiêu độ, 92 độ đi. Thì khi mình chiết xuất cà phê xong thì cái lần tiếp theo hoặc là mình có pha 10 ly hay 20 ly tiếp theo sau đó thì cái nhiệt độ vẫn được giữ ổn định. Tại vì 600W cho 0.14 lít nó rất là, và cái công suất nó rất là lớn để mà nó đun nóng nhanh, nên là cái việc mà mình cảm thấy là mình sử dụng nhiều nó bị giảm nhiệt độ hay là nó tăng nhiệt độ, thì cái đó nó mình với cái máy Eagle One này nó giải quyết được tất cả những vấn đề như vậy. Và cái việc nữa là ở đây á, và cái máy này nó sẽ cho mình rất là nhiều tính năng để mà mình có thể edit và chỉnh cái profile của máy theo riêng cho bản thân mình. Ví dụ ở đây mình vào trong My Coffee, một cái chức năng cũng khá là thú vị với máy này. Ở My Coffee này mình có thể tạo ra rất là nhiều cái profile riêng cho bản thân. Thì trong cái profile đó nó sẽ cho mình những thông số như thế nào, đó là nhiệt độ của mỗi rúp là khác nhau, lượng nước là bao nhiêu, có chế độ ngâm ủ cà phê hay không. Đây mình coi thử nha. Đây nhiệt độ của rúp nè, định lượng cho mỗi nút nhấn là bao nhiêu. Này, định lượng cho rúp 2 là bao nhiêu. Chế độ rewetting, thì chế độ rewetting này dành cho một số loại cà phê mà mấy bạn cần phải ngâm cà phê ở một thời gian trước khi chiết xuất. Tiếp theo là về chế độ cho những cái cần đánh sữa. Thì đó, thì ở đây mình có 3 cái profile, 4 cái profile cơ bản, và mình có thể tạo nhiều thêm nhiều cái profile khác nhau. Chẳng hạn như các bạn tạo profile rúp 1 là 91 độ, rúp 2 là 93 độ, thì profile khác là rúp 1 là 92 độ, rúp 2 là 94 độ và định lượng nước ra là 30ml, 40ml như thế nào đó thì hoàn toàn có thể được. Và khi ở đây đặc biệt một mình nói đến cái việc boiler 0.14 lít á, khi mà mình chuyển đổi cái profile thì nhiệt độ ở đây là thay đổi tức thời. Với cái trường hợp mình chuyển từ cái rúp, chẳng hạn như cái rúp 1 mình đang để 92 độ, mình chuyển lên 94 độ thì nhiệt độ là thay đổi tức thời. Nhưng nếu trường hợp mà mấy bạn cần giảm nhiệt độ á, từ 92 xuống 90 độ chỉ cần 30 giây mấy bạn xả nước là máy nó sẽ đảm bảo được cái việc là cái về cái nhiệt độ mình cần thiết. Nó không có tốn quá nhiều thời gian
cũng như là cái việc mình xả nước để mà mình cân bằng cái nhiệt độ giảm xuống. Thì ở đây nó chỉ cần khoảng 30 giây là mình có thể cân bằng được cái việc đó. Đó là cái ưu điểm của cái việc là mình sử dụng cái boiler nhỏ nhưng mà cái lõi đun to ha. Cái máy pha cà phê này nó có một cái app là My Victoria Arduino. Thì trong cái app này nó sẽ được kết nối vào máy qua đây một cái biểu tượng wifi kết nối này. Thì khi mình download cái app này về á thì mình sẽ kết nối trực tiếp vào cái máy pha cà phê này. Thì cái app này nó sẽ cho mình những thông tin như thế nào, đó là mình có thể chỉnh trực tiếp được nhiệt độ và load thẳng xuống vào máy này, chỉnh cái định lượng nước, cũng như là khi mà máy đang vận hành mình, nó sẽ xuất ra mình một cái biểu đồ. Ở trong cái biểu đồ đó nó mình sẽ biết được là cái dòng chảy cũng như cái định lượng cũng như thời gian ra biểu đồ chiết xuất cà phê. Thì ở đó mình chỉ nhìn thấy được là cái biểu đồ nào nó phù hợp với cái loại cà phê mình cần, và những cái biểu đồ đó sau đó mình có thể lưu lại, mình sao lưu lại và mình update vào trong cái máy khác hoặc là một cái máy thứ hai mà mình có trong cái hệ thống chuỗi của mình. Thứ ba nữa là cái việc là mình có thể theo dõi được vận hành ở trong cái máy mình, đã mỗi ngày mình chiết xuất được bao nhiêu ly cà phê, và khi mà vận hành một ngày như vậy ấy, thì máy nó có những cái biểu tượng, những cái alarm, những cái thông báo về vệ sinh máy, hay là những báo lỗi, hay là thiếu nước, hay là những cái chức năng sự những cái lỗi nó xuất hiện trong ngày. Thì người chủ quán có thể kiểm soát được những thông tin đó, và mình có thể kiểm soát được trong ngày đó thì các bạn pha chế đã có vệ sinh máy hay chưa, hay là mỗi ngày thì mấy bạn sử dụng cái nút nào là nhiều nhất, thì mọi thứ thông tin trong đó. Thì về cái phần app My Victoria Arduino này thì có lẽ mình sẽ có một cái buổi mình trực tiếp cũng như là mình review trực tiếp cái app đó một cách chi tiết và rõ ràng, từ cái vận hành cho tới cái cách quản lý cái máy. Thì cái đó mình sẽ hẹn các bạn vào một cái buổi khác đi, thì lúc đó mình sẽ review rõ hơn và chi tiết hơn ha. Bây giờ mình sẽ nói về một cái tính năng đặc biệt khác của Eagle One, đó là cái tính năng TERS, có nghĩa là Temperature Energy Recovery System. Đó là cái tính năng mà gọi là tái tạo cái nhiệt năng khi mà mình sử dụng. Thì cái tính năng này sẽ như thế nào? Khi mà các bạn vận hành cái máy chiết xuất cà phê thì sẽ luôn luôn sẽ có một cái lượng nước thừa đi xuống khay bã. Thì cái lượng nước thừa này nó sẽ bên Eagle One này sẽ có một cái hệ thống là TERS. Thì cái TERS này á, nó sẽ có một cái hệ thống lưu giữ cái nước thừa lại ở bên dưới này. Đồng thời á, cái nước thừa đó nó có nhiệt năng, là cái nhiệt độ mà lúc mình chiết xuất cà phê á, nó còn phần cái nhiệt năng đó. Thì khi mà mình chiết xuất cà phê ở cái ly tiếp theo á, thì cái dòng nước mới đi vào nó sẽ đi xuyên qua cái phần nước thừa đó, và nó sẽ lấy một phần cái nhiệt năng của cái nước thừa đó, và nó làm cho cái nhiệt độ khi vào cái nồi hơi cà phê này nó được tăng lên. Thì cái việc mà cái công nghệ TERS này á, nó sẽ làm giảm đi 8% cái điện năng tiêu thụ khi mà mình đun cái nhiệt độ nước mới hoàn toàn từ bên ngoài vào. Thì cái việc đó chẳng hạn như mình ví dụ đơn giản thôi, chẳng hạn như nước ở nhiệt độ phòng của các bạn là 25-30 độ đi, mình đi vào, nếu mà không có cái công nghệ TERS, mình đi trực tiếp vào trong cái nồi hơi này thì nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn để mà mình đun nóng từ cái 25-30 độ lên 92-94 độ. Nhưng mà cái công nghệ TERS này á, nước sẽ đi xuyên qua, không phải là nó lấy nước dư thừa đâu nha, nghe, nó đi xuyên qua cái bộ phận này, nó xuyên qua cái phần nước dư thừa đó và nó lấy một phần nhiệt năng, chẳng hạn như từ 25-30 độ thì qua đó nó sẽ lên khoảng tầm 40 độ chẳng hạn, thì nó sẽ tiết kiệm được khoảng, theo từ nhà máy Victoria Arduino có trình bày và có test, thì nó tiết kiệm được khoảng tầm 8% cái nhiệt năng tiêu thụ khi mà mình đi qua đó. Đồng thời á, cái thời gian mà để mình đun nóng lên cái độ 92, 294, 293 độ của mình á, nó sẽ nhanh hơn, nó tiết kiệm được thời gian cho mình á. Và cái việc đó nó với một cái máy của bạn, khi mà bạn vận hành liên tục và mình cần cái công sức nó lớn, thì cái thời gian nó rất là quan trọng để cho cái nhiệt độ
cái máy luôn được ổn định. Đó là một cái đặc điểm mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là thời gian và độ ổn định của cái máy pha cà phê Eagle One này. Đó là một số cái tính năng của Eagle One, là mình nói lại đó là cái công nghệ neo về cái nồi hơi, công nghệ điều khiển cái nhiệt độ tức thời, công nghệ thirst để mà có thể phục hồi lấy được một phần cái nhiệt năng từ nước dư thừa, và một cái ứng dụng My Victoria Arduino app mình có thể điều khiển dành cho cái việc quản lý nó được tốt hơn. Và cái ngoại hình của máy như thế này, mình có thể có những cái tính năng về tinh chỉnh, mình có thể sơn màu và mình có thể thay đổi cái mặt lưng như thế nào là gọn. Và tại vì cái máy này á, cái mặt lưng nó rất là vuông vức, nên là mình không cần quá nhiều kỹ năng. Mình chỉ cần cái việc là mình thích cái gì, mình thích cái chất liệu như thế nào, và mình lấy cái thông số từ cái nhà sản xuất họ đưa, mình có thể thiết kế ra được một cái mặt lưng theo cái ý kiến cá nhân của bản thân của mình luôn. Thì tiếp theo nữa, thì cái máy Eagle One này, nó ngoài những cái tính năng chính như cơ bản như vậy đã bao gồm tích hợp cho một cái máy cơ bản, thì ngoài ra nó còn có một số cái lựa chọn thêm dành cho cái máy Eagle One này. Thứ nhất, đó là cái công nghệ Smart Water. Cái công nghệ này nó sẽ giúp cho cái việc là mình kiểm soát được cái nguồn nước đầu vào của mình là như thế nào. Nguồn nước đầu vào của mình có cái TDS là bao nhiêu, độ pH là bao nhiêu, để mà mình có thể kiểm soát được là cái máy này mà với cái chất lượng cà phê mình cần cái TDS là bao nhiêu là phù hợp, và độ nước pH là bao nhiêu. Thì ở trong cái máy mình có thể thiết lập một cái thông số cơ bản, chẳng hạn như mình cần pH là 7 thì mình thiết lập trong máy là 7, nước đi vào qua cái bộ Smart Water Technology đó sẽ kiểm tra, nếu nước pH không phải là 7 mà nó là 5 chẳng hạn đi, thì trên máy nó sẽ có những cái thông báo cho mình biết. Thì đó là một cái lựa chọn thêm mà khi mà mình cần đặt một cái máy mà nó tương đối đặc biệt và mình cần kiểm soát nước trực tiếp từ trên máy, thì mình sẽ đặt với hãng, với nhà máy để thêm những cái bộ phận đó. Thứ hai nữa là bình thường mình sẽ thấy đây là cái cần đánh sữa, mình để mà mình đánh vào những cái ca đánh sữa bình thường cho dành cho các anh chị em barista. Ngoài ra nó còn có cái cần đánh sữa tự động Easy Cream. Thì cần đánh sữa tự động này mình chỉ cần nhấn nút kích hoạt thì máy sẽ tự động đánh sữa lên cái form mình yêu cầu và cái nhiệt độ mình yêu cầu. Nó là một cái lựa chọn thêm thứ hai. Ngoài ra nó còn có những chức năng, đó là đèn LED. Đèn LED được bố trí ở bên dưới máy như thế này hoặc là ở phía sau lưng, thì mình có thể lựa chọn thêm. Ngoài ra thì nó có thêm một cái lựa chọn thêm nữa dành cho máy Eagle One, đó là cup warmer. Một số trường hợp mấy bạn cái máy sử dụng ở môi trường máy lạnh và nhiệt độ thấp và cần cái nhiệt độ nó, cái hâm tách của mình nó cao hơn đó, thì mình sẽ có một số lựa chọn thêm. Đó là để coi cái khay hâm tách, để kích hoạt cái nhiệt độ của cái khay hâm tách này nó tốt hơn, nhiệt độ nó cao hơn để mà mình sấy ly đó nhanh. Thì đó là một số cái tính năng lựa chọn thêm của cái dòng máy Eagle One. Thì ở đây á, có một cái chức năng mà Eagle One mà mình nói thêm ở cái công nghệ nồi hơi thép không rỉ. Thì với cái nồi hơi thép không rỉ này á, mặc dù nó cái nồi hơi nó chỉ có 7 lít thôi, nhưng mà từ nhà máy Victoria Arduino đề xuất với dòng máy này, cái áp lực hơi sẽ lên tới khoảng tầm 2.0 tới 2.33. Đây là một cái nguyên lý nó hoàn toàn khác so với những cái định nghĩa trước giờ với dòng máy bình thường. Thì với cái áp lực hơi lên tới khoảng 2.0 đến 2.23 thì mình sẽ có được cái gì? Thứ nhất, cái hơi của mình nó mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là cái công nghệ khi mà mình lên cái hơi lên khoảng 2.0 đến 2.33 này, nó sẽ cho mình được cái gọi là dry steam. Thì cái dry steam này có nghĩa là cái hơi nó khô và nó không có động quá nhiều hơi nước khi mình đánh sữa. Nó tránh được cái việc là khi mà mấy bạn đánh sữa để pha latte hoặc cappuccino nó bị lẫn nước, hơi nước vào trong cái sữa của mình. Đây, khi mà mình lên ở đây mình đang để là 2.13 đó. Thì đây, cái hơi đánh sữa của mình nó sẽ rất là khô ha. Này, hơi sẽ rất là khô.
đó là một cái đặc điểm mà mình hy vọng là các bạn có thể đến trực tiếp để test và cảm nhận được cái việc là cái nồi hơi stainless steel với cái áp lực 2.0 tới 2.33 này nó sẽ ra được cái hơi nước nó như thế nào và cái hơi để mà đánh sửa nó như thế nào. Thì đó là chỉ cần trải nghiệm trực tiếp thì các bạn có thể sẽ biết được là cái máy nó vận hành với cái khả năng mà các bạn barista đang sử dụng, thì có thể biết được là cái máy này cái hơi nó có thực sự là rice steam hay không. Thì đó là một số cái tính năng mà Eagle One mang lại cho chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái màn hình 2.8 inch mà màn hình cảm ứng này, thì trong này sẽ có những cái gì ha. Thì với Eagle One mình sẽ tham khảo thử trên thông số trên cái màn hình này, đầu tiên là sẽ có những cái gì. Thứ nhất đó là ngày giờ. Thứ hai là đây là cái biểu tượng mà để mình kết nối với cái app My Victoria Arduino. Đó. Thứ ba đó là áp lực nước đầu vào. Đó là khi mình chiết xuất cà phê đi. Đó, nước sẽ tăng lên từ từ. Cái này có một cái đặc điểm của những cái dòng máy của tập đoàn Simulli Group là nước của mình nó sẽ theo cái công nghệ SIS và nó tăng lên từ từ theo một cái biểu đồ cố định, chứ không có tăng một cách đột ngột từ 0 lên 93 hay 0 lên 83 như thế nào đó. Rồi tiếp theo các bạn vào đây mình sẽ coi thử nè. Đây, trong đây nó sẽ có thêm một cái là mình nhìn thấy nè, cái hồi nãy mình vừa nói 2.13 áp suất của nồi hơi. Đó. Nhìn thấy. Đây. Khi mình chiết xuất hơi nó sẽ giảm ha, và nó sẽ tăng lên lại thôi. Ngoài ra có logo của Victoria Arduino, nhiệt độ cho mỗi rúp. Đây, rúp bên trái, rúp bên phải. Hiện tại mình đang để là 92.4. Mình vào mình kiểm tra tiếp nha. Thì đây có gì? Thì nút menu mình vào thì sẽ có cái My Coffee. Cái phần này mình sẽ nói sau ha, tại vì cái phần nó là một cái điểm rất là đặc biệt của dòng máy Eagle One này. Phần thứ hai đó là Key and Display, thì ở đây là mình có thể chỉnh được cái đây, nhiệt độ hay là độ C hay độ F, cái độ sáng của màn hình. Và có thể mình có thể cập nhật vào trong đây một cái hình ảnh để làm green silver cho máy, logo thương hiệu của mình, hoặc là một cái hình ảnh nào đó nó vui nhộn, hoặc là một cái biểu tượng của quán cà phê mình, màu sắc hay như thế nào đó, thì mình có thể update vào đây. Nó sẽ cho mình kết nối vào một cái hình ảnh mà mình tải từ USB xuống. Tiếp theo, chế độ Power Management. Thì chế độ này nó kiểm soát được cho mình cái năng lượng mình tiêu thụ. Đây, chẳng hạn như mình bật on cái chế độ này lên, thì mình sẽ coi, nếu mình bật on lên á, khi mà cái máy mình không xài á, thì máy nó sẽ giống như máy tính của mình á, là nó có chế độ là standby và nó sẽ giảm cái áp lực của nồi hơi xuống về 1.03 thôi. Và khi mà mình vận hành lại thì mình sẽ tốn ít thời gian để nó đun nóng lại. Thì chế độ này mình đang để off nha, tại mình xài nhiều á nên mình không có on nó lên. Weekly low RAM thì mình có thể bật chế độ on này lên, thì để mình kiểm soát được là mình có thể kiểm soát cái lượng cà phê hoặc là cái năng lượng mình xài là bao nhiêu. Đây, tiếp theo hot water, thì ở đây cái nước nóng của mình nó có hai chế độ lên xuống nè, thì mình có thể định lượng được là mỗi chế độ này mình sẽ cần bao nhiêu ml nước nóng. Thì mình có hai chế độ để mình chỉnh ha, chẳng hạn như mình cần một cái là 100 ml, một cái là 200 ml, thì mình có thể chỉnh trực tiếp ở trên này. Này nó chỉnh theo dây á. Qua tiếp theo mình coi có gì trong này nữa. Đây, Machine Learning. Ở đây nó sẽ có thêm cái chức năng là Washing Group nữa. Đó. Thì mỗi lần mình rửa vệ sinh máy với thuốc hay như thế nào á, mình chỉ cần bật on lên để mình kiểm tra. Output. Đây là cái chức năng nó cũng khá là thú vị. Cái này một xíu mình sẽ nói thêm về chức năng này ha. Đây mình thấy là mình đang bật on rồi đó. Và mình để là phút 2 giây và thời gian delay là 1 giây. Thì hồi mình sẽ xem là cái chức năng output này là cái gì ha. Washing alarm. Nếu mình bật chế độ này lên thì vào khoảng mấy giờ trong ngày
máy sẽ hiển thị cái chức năng yêu cầu mình vệ sinh máy. Đó. Mình lật ra. Qua đây. Temperature. Đây mình sẽ có đây. Nhiệt độ của nồi hơi là bao nhiêu, mình cần bao nhiêu bar. Hiện tại mình đang để 2.03 thì nó đang dao động khoảng tầm 2.0 2.1 bar. Đó. Cốc warmer mình cần bao nhiêu độ, mình có thể chỉnh được ha. Counter. Thì trong đây mình sẽ kiểm tra được cái gì? Group 1 mình xài bao nhiêu ly rồi. Trong đó thì cái là mỗi nút sẽ sử dụng bao nhiêu ly. Đây. Tổng cộng bao nhiêu cái ly cà phê mình đã sử dụng rồi. Ở đây mình test cũng hơi nhiều rồi đó nha. Đó, 323 ly rồi đó. Maintenance. Đó, mình sẽ kiểm tra được cái circle mình đã sử dụng và mình bảo dưỡng máy là sau bao lâu nữa mình sẽ cần phải bảo dưỡng máy. Đó. Tiếp theo nữa. Có thêm một chức năng đây là technical setting, thì khi chức năng này dành cho những bạn mà mình cần tìm hiểu chuyên sâu. Thường nếu mình vận hành thì mình sẽ không quan tâm tới chức năng này nhiều lắm. Nhưng mà khi mình vào đây thì nó sẽ có yêu cầu mình một cái về cái password. Chẳng hạn mình gõ vào đây, nó sẽ yêu cầu mình gõ vào cái password đây. Thì đó, mình thử mình gõ vào ha. Ok. Đây. Đây cái vào cái chức năng technical setting của mình. Thì ở trong đây nó mình sẽ có thêm những chức năng gì? Maintenance. Đó. Đây smart water hay là kiểm tra. Đó, mình kiểm tra coi trong cái máy mình nó những cái chức năng bơm hay là van nước nóng, van nước xả, boiler, van hay là gì đó còn tốt hay không. Cái này là một cái chức năng để mình kiểm tra, mình tra lỗi của cái máy. Đó là lý do tại sao mà mình nói chỉ dành cho thí dụ những anh chị em chủ quán và những người quan tâm chuyên sâu về máy. Những cái alarm này đây thì nó sẽ có history, đã từng hiển thị những cái gì. Đó. Mình thấy không, cái lần này là cái lần mà time out boiler filling này, cái lần đầu tiên mình fill vào nước vào trong máy nó sẽ báo mình á. Smart water. Để mình thí dụ mình muốn chỉnh pH tối thiểu tối đa là bao nhiêu, TDS tối thiểu tối đa là bao nhiêu. Lỗi, kiểm tra lỗi. Mình cần kiểm tra, thí dụ mình cần kiểm tra cái van nước nóng. Đó. Đó. Ok. Đó là một cái ví dụ ha, mình đang kiểm tra, mình nghe cái tiếng tách tách và nó tích vào ok, có nghĩa là cái máy mình đang vận hành tốt. Chẳng hạn đó là dành cho những trường hợp mà máy nó đang hiển thị những cái error trên màn hình á, thì để mình vào đây mình kiểm tra, mình biết được chính xác được là cái máy mình đang bị ở những bộ phận linh kiện như thế nào. Thì phần này mình chỉ giới thiệu ha, mình không có chuyên sâu về cái phần này đâu. Chỉ một demo. Đó. Đó là tất cả về cái thông số bên trong máy. Thì ngoài ra cái chức năng đây, My Victoria Arduino app á, thì mình sẽ dành một buổi riêng để mình nói chuyên sâu về cái phần đó. Còn lại là tất cả những thông số mình đã có ở đây. Tiếp theo thì mình sẽ nói về cái tính năng mà customize cái thiết kế của Eagle One. Nó đơn giản như thế nào ha. Thì ở đây mình nhìn thấy không? Đây là cái phiên bản máy Eagle One, phiên bản stainless steel, nhưng mà về thì bên mình đã cũng có một số cái thiết kế về cái mặt lưng bằng gỗ. Thì đây là một cái mặt lưng mình ốp gỗ, mình đã thay đổi thiết kế. Thì cái này nếu rất là nhanh, mình có những cái thông số và mình thấy không, cái kích thước cái hình thang này nó rất là vuông vức. Và khi nó vuông như vậy thì từ Victoria Arduino cũng đã cho mình cái kích thước với máy 2 rúp là bao nhiêu, máy 3 rúp là bao nhiêu. Và những cái lỗ bắt ốc nó như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ có một số cái phiên bản. Đây, thêm một cái phiên bản tiếp theo, đó là dành cho một cái màu gỗ khác. Có thể mình thấy nó đậm hơn xíu. Đây là một phiên bản. Còn cái bản gốc của cái máy này là ở đâu, để mình lấy ra cho mọi người xem nha. Đây. Đây cái bản gốc của cái máy là phiên bản stainless steel. Để mình sẽ hướng dẫn xem là cái việc mà tháo lắp cái mặt lưng này nó đơn giản như thế nào. Thì ở đây mình chỉ cần một cái vít ba ke đơn giản thôi. Mình tháo hai con ốc ở trên phía trên cái máy. Đây.
Đây. Để lấy ra được ha. Rất là đơn giản. Đây. Mình nhìn phía trong này. Đó. Nó có một cái khung sẵn. Mình chỉ cần ốp cái tấm thiết kế lưng của mình vào thôi. Chẳng hạn như nhiều khi bạn không thích gỗ mà muốn thích theo kiểu vân màu sắc một cái hình nào đó và in sẵn một cái logo lên trên cái mặt máy luôn thì mình có thể thiết kế được. Sẵn khi mà mình tháo cái nắp lưng này ra thì mình cũng giới thiệu sơ vào bên trong của máy ha. Đây. Để mình để xuống xíu dưới nha. Đây. Thì đây là cái nồi hơi 7 lít dành cho đánh sữa. Này mình có thể nhìn trực tiếp vào đây. Thiết kế. Mọi người nhìn kỹ vào phía trong hôm nay mình đây. Đây. Đó là cái nồi hơi 0.14 lít. Và bên đây nó cũng có một cái nồi hơi 0.14 lít ở bên đây. Đó. Thì đó là cái cơ cấu chính của cái máy Eagle One. Sẵn mình tháo ra mình cho mọi người thấy luôn là nó cơ cấu nó như thế nào. Và tất cả những nồi hơi đây đều được bọc cách nhiệt hoàn toàn hết nha mọi người. Đó là những thông tin về thông số kỹ thuật cũng như là thiết kế của Eagle One. Vậy thì với những cái barista trải nghiệm trực tiếp và vận hành trực tiếp trên những dòng máy thì sẽ có những cảm nhận như thế nào? Thì ở đây mình xin giới thiệu với Mr. Huy đến là barista trainer của Keep Asia sẽ có một vài cái trải nghiệm và cũng như là có những cái đánh giá về máy Eagle One để mọi người có thể cùng tham khảo thêm. Xin chào tất cả mọi người ha. Mình xin giới thiệu mình là Huy, barista trainer của Keep Asia. Những vấn đề về kỹ thuật và công nghệ của máy á, thì Mr. Phong đã có trao đổi với mọi người trước rồi. Thì mình xin review lại con máy theo cái góc nhìn á, là mình là người từng sử dụng rất là nhiều máy của Victoria Arduino. Cái điều đầu tiên á, đối với lại mình trải nghiệm thứ nhất về con máy á, là sự nhỏ gọn. Xuyên suốt theo vấn đề tính bền vững của máy, ngoài trừ cái việc mà tiết kiệm điện năng và rồi đến tiết kiệm được lượng nước thải ra môi trường, theo tiếp đó là tiết kiệm diện tích cho quầy bar. Đối với mình nhắc đến đây là bề ngang của máy trước, thì bề ngang của máy rất là nhỏ so với những con máy khác, nhưng mà nó, khi mà mình thao tác á, thì nó lại không có bị vướng víu hoặc bị ảnh hưởng đối với lại cái màn hình này. Rồi đối với lại chiều cao của máy thì nó sẽ thấp hơn so với những con máy khác. Khi mà đặt trên một cái quầy bar tiêu chuẩn tầm chừng 0.9m thì nó rất là thuận tiện đối với mình. Mình có thể trao đổi với lại khách hàng nhiều hơn. Và đối với mình thì một người có chiều cao trung bình tầm chừng 1.7m thì mình làm rất là dễ dàng, thao tác rất là thuận tiện, không có thấp hơn so với mình bao nhiêu hết. Ngoài ra nếu mà mấy bạn có thể option thêm một lựa chọn, đó chính là việc nâng cao cái gầm máy này lên, thì có thể giúp mình dễ dàng vệ sinh ở dưới cái gầm máy. Điểm nổi bật tiếp theo ở đây đó chính là cần cánh sữa. Thì mọi người đã quen với lại cái cần cánh sữa truyền thống của Victor Arduino là đẩy và gạt. Đó gần như là một biểu tượng rất là lâu năm rồi. Và đến Eagle One này, nó là một sự cải tiến rất là vượt bậc. Khi mà được điều khiển bằng van điện từ, mình chỉ cần ấn, nhấn đó, là mình sẽ kết thúc được quá trình đánh sữa. Và cái việc thao tác nhấn và đẩy như nhấn và nhấn như thế này á, lúc đầu thì mọi người sẽ thấy là không có thuận tiện đối với mình, nhưng mà hãy tin mình đi, sau một vài lần trải nghiệm, mọi người sẽ thấy nó sẽ dễ hơn cái cần gạt truyền thống rất là nhiều. Cuối cùng là màn hình hiển thị. Thì đối với lại màn hình chính sẽ được chuyển sang là màn hình cảm ứng, giúp cho mình có thể dễ dàng thao tác hơn. Và hiển thị ở đây hai thông số, với chính là nhiệt độ của hai rúp hít hai bên. Ngoài ra thì máy còn có hai màn hình khác nữa, đó chính là màn hình của hai rúp hít mà tụi mình còn có thể gọi nó là God Display, hay gọi là màn hình ma, màn hình bí ẩn. Vì khi chiết xuất thì nó sẽ hiển thị thời gian, còn khi không làm gì hết thì nó vẫn như là một cái rúp hít bình thường thôi. Màn hình God Display này nó thật sự nó rất thú vị, và tuy là một chi tiết nhỏ thôi nhưng đóng góp rất là lớn vào cái tính bền vững của chiếc máy Eagle One. Đó là góc nhìn của Huy về con máy Eagle One này. Bởi lẽ mỗi barista sẽ có cái cách pha cà phê khác nhau, cho nên hôm nay
chúng ta sẽ lắng nghe thêm về cái sự chia sẻ của một vị khách rất là đặc biệt. Đó chính là quán quân của Vietnam National Barista Championship 2019, Barista Bill Nguyễn. Mời Bill. Xin chào mọi người, mình là Bill. Hôm nay mình đại diện cho team Core Consistency nói riêng và các barista nói chung tới đây để trực tiếp trải nghiệm trực thực tế chiếc máy Eagle One của nhà Victoria Arduino vừa đáp cánh tại Việt Nam. Eagle One là chuỗi đại bàn thứ 3 của nhà Victoria Arduino và cũng là chuỗi đại bàn thứ 3 mà mình có cơ hội trải nghiệm sau Black Eagle và White Eagle tại cuộc thi VNBC 2018 và 2019. Nên mình rất hân hạnh vì có mặt trong buổi ra mắt chiếc máy Eagle One ngày hôm nay. Các bạn chắc hẳn đã có cái nhìn tổng quát về máy Eagle One qua lời giới thiệu của anh Phong và Huy rồi đúng không? Thì hôm nay Bill sẽ nói cho các bạn hai điều mà Bill thích nhất ở máy Eagle One này. Đầu tiên là chức năng Auto Purge hay còn gọi là xả nước tự động. Mình thấy chức năng này rất là thú vị. Các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao chúng ta nên xả nước trước khi chiết xuất chưa? Ở cuộc thi World Barista Champion, chúng mình có một bảng điểm trong đó có phần đánh giá kỹ thuật là thí sinh có xả nước hay không. Nếu có thì sẽ được 1 điểm, nếu không thì sẽ được 0 điểm. Vì lý do vệ sinh là chắc chắn rồi, vì việc xả nước sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các bụi bẩn của cà phê còn bám trên sour screen. Nhưng còn một lý do quan trọng hơn nữa là việc xả nước này sẽ giúp điều hòa là nhiệt độ của đầu rút và nước. Nhiệt độ ổn định luôn là một yếu tố quan trọng. Khi bạn tháo tay cầm ra để lấy cà phê mới thì bề mặt sour screen tiếp xúc với nhiệt độ phòng sẽ làm giảm nhiệt độ của đầu rút. Vì vậy khi chúng ta không sử dụng máy, chúng ta nên gắn tay cầm vào. Khi thời gian nghỉ của máy quá lâu sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đối với máy chỉ có một nồi hơi hoặc heat exchanger. Thì khi chúng ta xả nước, chúng ta sẽ xả nước nóng ra ngoài vì nước ở trong nồi hơi quá lâu. Đối với máy có ống dẫn nước không đi qua nồi hơi, thì bây giờ chúng ta xả nước là xả nước nguội ra ngoài. Vậy vấn đề là nên xả bao nhiêu nước? Theo kinh nghiệm của mình, nếu quán của bạn lấy shot liên tục, thì xả 2 giây giữa các shot là đủ rồi. Nếu quán của bạn có thời gian nghỉ lâu hơn thì nên chú ý xả nước nhiều hơn, khoảng 4 giây. Còn việc tại sao nên để việc xả nước này ở chế độ tự động thì có một số barista không nhớ nổi rằng mình đã bấm xả nước hay chưa. Vậy để chắc chắn, các bạn ấy sẽ bấm xả nước thêm một lần nữa. Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và nước nếu các bạn bấm xả hơn 2 lần hoặc xả quá nhiều nước cho một lần. Càng ngày, công nghệ càng phát triển nhằm mục đích hỗ trợ các công việc có xu hướng tay chân của các barista. Để các barista có thời gian trao dồi thêm kiến thức về cà phê cũng như tương tác với khách hàng của mình nhiều hơn. Vì vậy đối với mình, công nghệ Auto Purge là một công nghệ tuy nhỏ nhưng vô cùng hữu ích. Bây giờ mình sẽ làm một shot espresso để cho mọi người thấy cách hoạt động của nó như thế nào nhé. Cũng khá là đơn giản. Là về nguyên lý mới của áp hơi. Như các bạn có thể thấy, áp hơi ở đây đang set ở 2.13 là một con số rất lớn. Nếu các bạn để ý thì chúng ta thường sử dụng áp hơi dao động khoảng từ 1 tới 1.23. Việc tăng áp hơi cao lên sẽ có hai lợi ích. Thứ nhất là rút ngắn lại thời gian đánh sữa. Thứ hai là hơi ra sẽ ít nước hơn, giúp chất lượng sữa sẽ tập trung hơn vì không có quá nhiều thành phần nước xâm nhập. Tuy nhiên chúng ta cần có thời gian để làm quen với sức mạnh mới này. Vì hơi ra rất mạnh, chúng ta cần có thời gian tập luyện để canh được mức form mà mình mong muốn. Bây giờ mình sẽ làm một ly latte để các bạn kiểm tra chất lượng sữa nhé. Như các bạn có thể thấy, thì ở phần tray thoát nước của máy có một vị trí cắt dành cho cái vòi đánh sữa. Và vòi sữa này được thiết kế dài hơn cũng như di chuyển linh hoạt hơn rất nhiều. Phần thân vòi có tính năng cool touch nên các bạn có thể tránh rủi ro khi bị phỏng khi lỡ đụng vào.
free pour theo kinh nghiệm của mình thường đánh ở nhiệt độ nguội hơn để chống tách nước ở giai đoạn cuối. Nhưng như vậy thì món uống với sữa của mình sẽ không ngon. Với cần đánh sữa của Eagle One, chúng ta có thể tăng nhiệt độ lên một chút để có thể vừa ạt được free pour và vừa có thể phục vụ cho khách hàng ly cà phê. Lý do mình thích Eagle One đó là mọi thứ đều hướng về sự đơn giản. Đây là chiếc máy rất dễ sử dụng dành cho mọi đối tượng với các chức năng hỗ trợ các barista cùng với nỗ lực về một tương lai phát triển bền vững. Dĩ nhiên là việc trải nghiệm trực tiếp với Eagle One cho các bạn pha chế barista sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nên là QAsia cũng sẽ tổ chức những cái tuần lễ trải nghiệm trực tiếp ở hai khu vực đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ở Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 6 và ở Hà Nội sẽ tổ chức từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 6. Thì ở hai khu vực đó các bạn có thể đăng ký trực tiếp ở cái link bên dưới nha. Và ở đó thì bên mình sẽ sắp xếp và tổ chức cho các bạn buổi trải nghiệm trực tiếp, có thể cảm nhận trực tiếp về Eagle One và có những phần quà về những cái áo thun của Victoria O'Donnell về Eagle One cho các bạn. Điều cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó là giá bán của Eagle One. Thì hiện tại phiên bản 2 rúp 3 màu là stainless steel, màu trắng và màu đen có giá công bố hiện tại là 345 triệu đã bao gồm VAT. Trong cái tuần lễ từ hôm nay cho tới ngày 10 tháng 7 thì bên mình có chạy những chương trình khuyến mãi dành cho cái Eagle One cho sản phẩm mới ra mắt. Thì hiện tại bên mình có hai chương trình khuyến mãi. Thứ nhất đó là giảm giá 15% trên sản phẩm, tương đương khoảng tầm 50 tới 51 triệu so với giá 345 triệu nha. Và cái phương án thứ hai đó là khi các bạn mua Eagle One với giá bán lẻ, bên mình sẽ tặng kèm theo máy Mythos One kế bên. Thì ở đây mình có thể lựa chọn là cái phiên bản máy màu đen và màu trắng. Đó là hai chương trình khuyến mãi mà mình sẽ chạy từ nay cho đến ngày 10 tháng 7. Thì các bạn có thể liên hệ với QAsia để có thêm thông tin và những cái thông tin các bạn ở phòng kinh doanh sẽ tư vấn thêm. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi ra mắt của Eagle One và xin cảm ơn mọi người.